Hello, xin chào các bạn. Đối với phiên bản cập nhật mới này, mấy bạn sẽ thấy được cái một điểm luôn rất là lợi, đó là farm bộ vũ khí. Thì cái đơn giản của bộ vũ khí ở đây là mình mới mới test được. Mình lợi được cái súng đúng không? Đây, mình lợi cái súng đúng không? Mấy bạn hãy xem đây, có một điều bất ngờ nó xảy ra, đó là thành tách được nha, thành tách được nha mấy bạn. Yeah, phân tích bình thường nha. Bây giờ là rất là ok, sẽ không còn cái vụ mà cạnh năng cái này lên làm gì nữa, không còn ở cả bóng mờ nữa. Bây giờ sẽ làm cái trào lưu, đó là dược thác bắt cấp ngày đêm, bắt cấp chơi đêm thì sẽ được cái này đó. Thì bây giờ là 10 lần thì mấy bạn sẽ phân tích được 10 lần, ok, sẽ không còn cái vụ mà bắn súng bắn mộng gì nữa, hoặc là tốn vàng những cái súng gì nữa. Trời ơi, mệt quá. Và bây giờ rất là khỏe à, đúng không? Thì bây giờ cứ farm đi, farm vũ khí đi mấy bạn, ok. Thì farm xong thì mấy bạn cứ phân tích cho bình thường đó. Đấy rồi, nó mình nhiêu đây thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm xem YouTube của mình rồi. Chúc các bạn chơi game vui vẻ và mau được cấp hàng. Ai luyện qua lắp thì cứ luyện đi, mình cứ luyện BM của mình. Rồi hãy đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn các bạn.